Khi mà mình xác định được mình là một người chuyển giới nam, mình có ba cái lựa chọn. Đầu tiên là mình sẽ không làm gì cả, mình vẫn sống với con người hiện tại. Thứ hai, mình sẽ tiêm hormone để thay đổi bản thân của mình để trông nó nam tính hơn. Hoặc cái thứ ba là mình sẽ phẫu thuật để cho nó hoàn chỉnh cơ thể của mình. Và đây cũng là ba cái lựa chọn mà chúng ta bắt buộc phải trải qua. Vậy thì cái lựa chọn của bạn là như thế nào về cái bản dạng giới là chuyển giới nam của bạn? Bạn hãy comment ngay ở đây để chúng ta cùng nhau chia sẻ nhé. Riêng với bản thân Linh, Linh biết được mình là một người chuyển giới vào tháng 9 năm 2017. Và thời điểm đó thì Linh cũng không có nhiều kiến thức như bây giờ đâu các bạn ạ. Mình cũng bắt đầu lên trên mạng và tìm hiểu coi người chuyển giới là như thế nào và làm thế nào để chuyển giới. Rồi chuyển giới thì là làm cái gì? Và chuyển giới thì nó là làm sao? Mình cũng đặt ra rất là nhiều câu hỏi trong đầu và mình bị bối rối những câu hỏi đó. Và lúc đó thì mình cũng tìm thấy được là có hai cách để chuyển giới. Một là tiêm hormone, hai là phẫu thuật. Và lúc đó thì Linh quyết định là mình chọn tiêm hormone để chuyển giới từ nữ thành nam. Và cũng có rất là nhiều bạn hỏi mình là tại sao mà chỉ tiêm hormone không mà không đi phẫu thuật đi, tại sao không cho nó hoàn chỉnh luôn đi mà tiêm hormone để làm gì? Thì mỗi một người sẽ có một cái lựa chọn riêng và nó sẽ phù hợp với thời điểm của mỗi người khi mà mình lựa chọn quyết định đó. Với bản thân Linh thì ngay thời điểm năm 2017 và mình biết mình là người chuyển giới nam thì mình nghĩ là thôi, mình chỉ cần tiêm hormone là được rồi, vì mình đã khá hài lòng về những cái bộ phận trên cơ thể của mình, kể cả ngực lẫn bộ phận sinh dục thì mình khá là hài lòng. Mình không hề có bức bối gì khó chịu là phải cắt nó đi, phải dẹp nó đi hoặc là mình ghê tởm về nó cả. Mình cảm thấy rất là hài lòng về những gì mình đang có nên là mình không cần phải phẫu thuật làm gì. Rồi mình lựa chọn cái hormone vì cái lúc đó là mình muốn trở thành một người đàn ông, mình muốn cái giọng nói của mình nó trầm tính hơn, mình muốn không còn bị nữa, vì đối với mình cái thời nó là kinh nguyệt như một cái gì đó nó kinh khủng với mình lắm. Vì cứ khoảng 3 tuần mình bị một lần rồi mà bị rất là nhiều và mình cực kỳ ám ảnh về cái điều đó luôn, nên là mình muốn là chấm dứt cái loại ám ảnh này. Rồi mình cũng muốn là mình được sống với bản thân của mình một lần nữa. Như mà các bạn đã biết á, trước đó Linh không hề biết mình là người chuyển giới. Linh chỉ nhận và biết mình là một người đồng tính nữ mà thôi. Mà mình đã sống trong cái cơ thể của đồng tính nữ, mình sống với cái nhận biết của mình và đồng tính nữ trong vòng 10 năm cho đến năm 2017 mình đã biết mình là người chuyển giới. Thì thời điểm đó mình muốn là mình được trở thành một người đàn ông thật sự, mình muốn sống là bản thân của mình 100%, mình muốn được sống là cái cuộc đời của mình và mình muốn người ta coi mình như một người đàn ông. Mình muốn có gia đình, muốn có vợ, muốn có con, muốn với cuộc sống như bao nhiêu người đàn ông khác. Và đó là lý do vì sao Linh quyết định là tiêm hormone. Đồng thời thì thời điểm đó Linh cũng nghĩ đến chuyện phẫu thuật các bạn ạ. Nhưng mà Linh nghĩ là phẫu thuật chắc sẽ đau lắm, như các bạn vẫn hay nghĩ, mình cứ nghe đến phẫu thuật là mình thấy đau, mình nghe đến phẫu thuật là mình sẽ tưởng tượng ra một đống gì đó nó kinh khủng lắm, nó giống như phim kinh dị vậy. Và bản thân Linh cũng vậy, Linh nghĩ là trời ơi chắc nó đau lắm. Cái hai nữa mình cũng không biết là ở Việt Nam có làm được, mình cứ nghĩ là chắc mình phải qua Thái Lan hoặc là mình phải đi qua nước ngoài á mình mới có thể phẫu thuật được, mà lúc đó thì mình chưa có điều kiện, mình chưa có kinh phí nên thôi mình không làm. Rồi mình cũng không có biết quá nhiều nữa mà tự nhiên mình đùng một phát mình làm ngay thì không biết có bị gì không. Thế mình cũng suy nghĩ và mình cảm thấy là thôi tao không bức bối lắm về cái bản thân của tao, tao cần tiêm thôi, nên là mình quyết định mình chọn tiêm thôi. Và cho đến hiện tại, ngay thời điểm hiện tại luôn, khi Linh đang chia sẻ với các bạn thì Linh bức bối của Linh về giới của mình, bức bối của Linh về những bộ phận sinh dục cơ thể nó không hề nhiều, nó cũng y chang vậy. Chỉ có một cái điều thay đổi thôi á, là hồi trước khi mình tiêm hormone á, mình rất là ghét kim vật, mình ghét 100%, mình ghét cực kỳ luôn, mình sợ nữa. Nhưng đến bây giờ thì mình không ghét, nhưng mình cũng không thích, mình cũng không sợ, mình thấy bình thường. Và đôi khi mình cũng muốn có dương vật, nhưng chỉ trong trường hợp là mình quan hệ thôi. Nghĩa là mình muốn sử dụng dương vật trong cái trường hợp là mình quan hệ tình dục thôi, và mình muốn nó là của mình, chứ không phải là mình hàng giả. Từ thời đó giờ mình chưa bao giờ dùng hàng giả cả. Và mình muốn cái trải nghiệm của cảm giác cái hàng thật là như thế nào thì chỉ duy nhất trong cái trường hợp quan hệ thì Linh mới có cảm xúc là muốn có dương vật, nhưng nó cũng không nhiều, tại vì Linh khá là tự tin về cái việc quan hệ của mình. Còn về cái ngực đi, hiện tại luôn là Linh cũng cái bức bối về ngực của Linh á, nó đâu đó khoảng từ 5-10% thôi, nó không có nhiều như các bạn khác. Vì may mắn là Linh ngực nó cũng khá là nhỏ và phần cơ của mình nó rất là nhiều, nên bây giờ mình có thể cởi trần, mình đi ra đường, mình đi bơi, mình gặp tất cả mọi người nam lẫn nữ, kể cả cha mẹ và anh chị em của mình, thì mình cũng đều thoải mái để xô ngực của mình ra, thì mình không có bức bối lắm. Trừ những cái trường hợp giống như là mình đang mặc những cái áo quá là mỏng đi, áo sơ mi trắng rất là mỏng, thì khi mà mình để lộ ngực vậy thì nhìn nó không có được đẹp và nhìn nó khá là mất thẩm mỹ, thì mình chỉ cảm thấy bức bối vì cái trường hợp đó thôi. Còn lại Linh cảm thấy đều hài lòng cả.
Và Linh chia sẻ ở đây để mong là khi mà bạn xác định rằng bạn là một người chuyển giới thì bạn cũng sẽ có thêm những cái kiến thức, những cái hiểu biết để bạn lựa chọn cho bạn một cái phương thức mà phù hợp với cái mong muốn của bạn nhất. Bạn đừng có đi theo người khác, đừng có thấy người ta phẫu thuật ngực mà mình đi làm, hoặc đừng thấy người ta tiêm hóc môn mà mình làm. Bạn phải nhìn nhận coi là bản thân bạn thật sự cần cái gì và coi coi là bạn có thật sự khó chịu về những cái điều đó hay không. Còn nếu bạn không khó chịu thì bạn có thể giữ nguyên, đâu có ai bắt buộc bạn tiêm hóc môn hay phẫu thuật đâu, đây là lựa chọn mà. Đôi khi bạn cảm thấy hài lòng 100% về cơ thể của mình rồi thì bạn không cần làm gì cả, bạn vẫn được gọi là người chuyển giới mà, bạn cứ sống là chính mình thôi. Và nhưng mà nếu khi mà bạn đã chọn cái nào rồi thì hãy tìm hiểu kỹ và hãy xác nhận một cái giá mà bạn sẵn sàng trả. Như mình nói, cái giá đây không phải là tiền bạc không, mà nó còn cả về sức khỏe hoặc thời gian hoặc những cái khác phát sinh thêm, thì bạn cần sẵn sàng cho cái điều đó. Xong rồi thì mình cứ làm thôi. Và nhắc lại thêm một lần nữa là khi mà bạn chọn rồi thì bạn hãy cho bạn một cái thời gian để mà suy nghĩ kỹ hơn, chín chắn hơn về cái lựa chọn chuyển giới của mình, thì sau đó bạn sẽ hài lòng về cái quyết định của mình. Đừng quá vội vàng, tại vì quá trình chuyển giới là quá trình cả đời chứ không phải một sớm một chiều mà muốn là được, và nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái cuộc sống của bạn. Nên hãy cho bản thân mình thời gian suy nghĩ thật kỹ về điều đó nha. Còn cái lý do mà tiêm hóc môn hoặc là chuyển giới thì mỗi một người sẽ có lý do và lựa chọn riêng, không ai giống ai cả. Và những cái lý do của Linh chỉ là cái chia sẻ của Linh để giúp cho bạn hiểu hơn về chuyển giới là như thế nào thôi. Còn tất cả lựa chọn này là tùy thuộc vào bạn. Và hãy comment ngay dưới đây những cái chia sẻ của bạn, vì sao bạn muốn chuyển giới, vì sao bạn muốn thiếu mông, vì sao bạn muốn phẫu thuật, để mà chúng ta cùng hiểu nhau hơn. Và đôi khi biết đâu cái câu chuyện của bạn sẽ giúp cho người khác hiểu hơn về con người của họ. Và nhớ là hãy chia sẻ ngay cái video này đến với những người bạn là những người chuyển giới nam hoặc là những người đang có mong muốn tìm hiểu về việc chuyển giới, để giúp họ hiểu hơn về cái quá trình chuyển giới bạn nhé. Và đặc biệt hãy đăng ký ngay kênh YouTube của Trương Trúc Linh cập nhật thêm những video mới nhất của Linh về cộng đồng những người chuyển giới nam và cộng đồng LGBT nói chung bạn nhé. Chúng ta xin chào và hẹn gặp lại.